Tuyết yêu mình, Tuyết không yêu mình. Tuyết yêu mình, Tuyết không yêu mình. Đứng nghiêng nghiêng vậy, Tuyết yêu mình. Ủa, anh Bạch, rồi anh đứng nghiêng nghiêng đó làm gì vậy anh Bạch? Sương hả? À em nè. Tôi đứng tôi không gió. À trời, đứng không gió hả? À vậy hả? Ừ, hứng tiếp đi anh. Bà tới đây làm chi? Tôi tới đây làm chi ta? Trời em quên luôn á. Tôi tới đây làm chi vậy? Ờ chứ không có chuyện gì đâu, thôi đi đi em đi nha, em đi nha. Ừ, thôi đứng đó làm trời. Gì làm đi. Ừ. Ê, bà sao lớn cái gì vậy? Ơ trời ơi, nhớ rồi. Trời ơi, em nhớ, em vô đây có chuyện gì rồi. Trả nhà rồi. Trả nhà tôi. Ơ trả nhà rồi. Trời ơi, trả nhà tôi vậy vậy bà lớn. Ê, bà kêu cứu quả chưa? Không khùng quá. Bình tĩnh đi. Khủng quá. Thì trái nhà mà kêu cứu quả làm chi? Kêu cứu quả, trái nhà kêu một năm hay gì? Thôi mệt quá. Đây nè, trái nhà ở đây có nghĩa là trái nhà cái nghĩa bóng á. Hiểu không? Chứ không phải là trái nhà cái nghĩa đen. Ê bà Sương. Gì? Trái nhà là trái nhà chứ gì đây nghĩa bóng nghĩa đen gì đây nữa bà. Có nghĩa là như vậy nè, người yêu của ông đó, người yêu cũ của ông đó là bà Tiết đó, bây giờ người ta sắp lấy chồng rồi kìa. Sáng mắt ra chưa? Vậy mà ngày xưa hả, bỏ người ta nha. Tôi thiệt với bà, Tiết vẫn còn đang bánh xèo bên kia kìa, có thấy quen ai đâu. Không tin luôn. Không tin. Tôi sẽ kể đầu đuôi câu chuyện trong sáng con mắt ông ra. Chuyện là như vậy nè. Đại sao? Rồi ăn bánh xèo đi. Đây còn cái này là giá nè. Ăn đi, ăn hết đi mấy đứa. Ăn thoải mái luôn. Đây là chị lấy chén cho mấy đứa nè. Đây là chén của Sương. À đây, Đăng. Dạ. Đi về bển á rồi kêu mấy đứa nhân viên công ty ra đây ăn phụ chị nha. Dạ. Nè đó, đây chén đựng nước mắm. Rồi sao má đâu rồi? Kêu má ra đây ăn với chị nha. Ra đây ăn bánh xèo. Thằng Dũng đâu? Dũng với lại là mấy đứa nhỏ đâu, kêu ra đây ăn luôn. Hả? Sao? Mẹ em đi chùa rồi. À đi chùa rồi thì khỏi ăn, bữa sáng tô chiều về ăn cũng được. Kêu thôi cho chồng với hai đứa nhỏ ra đây ăn bánh xèo. Kêu luôn nhân viên, kêu nhân viên với lại bảo vệ này kia lâu không, kêu hết ra đây ăn đi chị. Ăn bánh xèo. Em muốn kêu ra lắm nhưng mà tại vì hiện tại là bây giờ chị kêu đột xuất quá, bên công ty em nhiều việc quá nên mấy đứa nó không ra đây được. À vậy hả, có chuyện đột xuất hả? Không sao, lát cầm về. Lát cầm về. Sao? Ở quán mình bánh xèo bị ế không có nghĩa là chị phải kêu tụi em ra đây ăn hết mớ cái mớ bánh xèo ế này của chị. Ví dụ mà mình cảm thấy quán mình á mà ế quá, không mấy mình đổi đi. Mình đừng bán bánh xèo nữa. Mình chuyển sang cái món bánh bèo gì đó cũng được. Mình bán chứ mình đừng bán bánh xèo, tự nhiên bây giờ ế đâu kêu tụi em ra ăn. Sương ơi. Lâu nay thì tình cảm làng xóm của chúng ta vẫn rất tốt đúng em không? Em vẫn thương chị. À chị vẫn thương em. Cho nên là đây là bánh xèo mời em. Bánh mời chứ không phải bánh ế em ơi. Còn nóng rõ ràng em ơi, chị mới xèo luôn. Chị mới mời. xèo luôn chị mời. Chị cho tụi em biết cái lý do mà tại sao chị mời em ra ăn bánh xèo vậy? Hôm nay mọi người cứ ăn đi, ăn cho hết rồi từ mai chị sẽ dẹp quán, chị không bán nữa. Ủa? Dẹp quán? Đúng rồi. Ủa em tưởng đâu là cái nghề này là nghề gia truyền của chị. Bây giờ chị không bán bánh xèo nữa, rồi chị bán bánh gì? Chị nói gì đó, em ủng hộ chị. Em ủng hộ chị. Em nghe chị nói chị dẹp quán bánh xèo, trời em mừng dễ sợ luôn á. Chị nói thiệt, chưa bao giờ mà chị thấy mà nghĩ gì mà bà dẹp quán, chị bóng đầu đóng cửa mà chị vui đến mức độ như vậy. Em thương chị lắm. Người ta phá sản mất mới chị vui dữ vậy. Vui em. Trời đất ơi, nghĩ sao mà hai cái quán bánh xèo của bà. Trời ơi, bà làm bà mở biết bao nhiêu lâu rồi, có ai ghé ăn đâu em. Tặng chị ăn không? Ăn mà tao nói riết mà chị nhìn bánh xèo mà chị sợ mà chị nổi da gà hết trơn á trời. Cho nên ngày hôm nay em đề nghị chị bỏ đi, chị đừng bán bánh xèo nữa. Chị chuyển qua ví dụ như chị bán bánh bèo đi. Em mà bây giờ em đang thèm bánh bèo nè. Rồi khi nào ví dụ mà em ăn bánh bèo mà cảm thấy ngán rồi, tại vì em biết bây giờ chị có nấu món gì đi chăng nữa người ta cũng không vô ăn đâu. Mình em ăn. Cho nên là khi nào mà em ngán á thì chị nghỉ. Đó, chị đổ món khác chị bán tiếp. Ừ. Nha chị nha. Hay bán bánh bột lọc đi. Bột lọc đi, em đang thèm bột lọc. Bán một thời gian rồi chị ngưng chị đổi. Ừ, em chán á rồi mình đổi qua. Đưa ha mọi người. Bánh xèo đang bị ngán. Like cái chị nghe chưa? Nói thiệt nha. Dạ. Tình cảm chị em á, nay không chửi nha. Thân thiết không chửi. Chứ mà chê bánh từ nãy giờ nha. Gia đình tao truyền thống bán bánh xèo nha. Tao giàu hay là tao nghèo, tao sống được, tao ăn uống kiểu mỗi ngày nha, là nhờ cái xe bánh xèo. Tao bán không được tao ăn, hiểu không? Nhưng mà hôm nay vui, tâm trạng đang vui, cho nên là bây giờ không chửi. Ăn bánh xèo đi. Dẹp quán rồi, không bán bánh khác, đi qua nước ngoài định cư. Cái gì? Đi nước ngoài. Đúng rồi. Chị đi bằng cái dạng nào hay là cái đường nào?
đừng có nói á, chị làm giả đi giấy tờ rồi chị đi chui nha. Như vậy á hả là tiền mất tật mang đó. Không, sao mọi người cứ suy nghĩ một cái con đường tiêu cực vậy? Chị thì nói chung là chị cũng phải có một cái con đường đi nước ngoài chứ. Bây giờ giàu cho gia đình chị là không có người thân ở nước ngoài, chị vẫn có quyền đi nước ngoài mà. Có nhiều diện để đi, có nhiều đường để đi, trong đó có con đường quan chị... hệ. Quan hệ? Hôn nhân. Ủa khoan, chị xạo, không quan hệ hôn nhân gì. Chị đừng giấu em nữa, thiệt chị luôn. Em nhìn chị là em biết, em hiểu chị. Chị em với nhau không có gì mà chị phải chia sẻ với tụi em, hiểu không? Đúng không? Đúng mình rồi, bà rồi. Con chồng sớm mình yêu thương nhau, có gì chị phải chia sẻ với tụi em, để mà lỡ như mà chị qua bên đó chị có vấn đề gì cái gì tụi em mà còn biết cách để mà tụi em mà hốt chị về. Chị đi xuất khẩu lao động đúng không? Không, chị đi tha phương cầu thực đúng không? Rồi chị qua bên đó chị mở bánh xèo chị bán nữa chứ gì. Em nói qua bên đó chị mở bánh xèo bán không có được đâu, ở đây mà chị bán không được nữa sao qua bên kia chị bán hả? Sương, em chị hỏi thiệt em là em có bị vấn đề gì về tâm lý và cái bộ não nó ảnh hưởng tới cái lỗ tai không? Chị nói vừa lúc nãy rồi, chị đi theo con đường quan hệ hôn nhân. Không, chị đừng có xạo. Tôi không hiểu được tại sao xung quanh tôi toàn là những cái con người có những cái năng lượng tiêu cực, luôn luôn không tin tưởng vào tôi. Trời ơi mấy đứa ơi, Sương ơi, chị 36 tuổi rồi, chị đủ nhận thức để có thể biết được đâu là người chân thành với mình. Chị quen người yêu của chị quen đàng hoàng, lý lịch rõ ràng. Anh sắp về đưa chị đi là thiệt, tìm hiểu rõ ràng rồi. Nè, đừng có đem luật sư, luật pháp gì ra đây, đừng có bàn giùm tôi tới mấy cái chuyện đó. Chị đủ lớn để biết được ai là người thật lòng với mình. Anh thiệt tình lắm, nha, tuần nào anh cũng gửi quà về cho chị. Lúc thì gửi dầu thơm nè, rồi túi xách nè, cả dây chuyền nè, cà rá nè, quá trời đồ son môi nữa. Trong đó có dầu gió nữa. Đây, chị chia cho mọi người hít một hơi cho nó thơm nha. Nè, xích thử đi, dầu gió xanh. Không, chắc là nhiều khi là cái này là hàng Việt Nam xuất khẩu qua bển chứ. Nhưng mà có một chai gì hả chị? Nhiều lắm, nhưng mà cứ hửi trước đi, cảm thấy mà mình ok thì chị tặng thôi. Trời ơi, dầu thơm đâu sao không tặng, tự dầu thơm dầu có một chai hả? Để tôi xớt từ từ đi trời. Xức dầu gió trước. Cái này người được chai không hay là người xức xong mà trả lại chị? Xức xong trả lại đi rồi mai tao tặng nữa. Nhưng mà chị nè, người ta mới có ngọt ngào có mấy câu à, mà chị đã tin như vậy rồi. Lỡ cái gì mà lỡ ngọt em ơi. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây đó nghe chị. Lỡ vậy đó. Không có tan được. Ngày nào anh cũng gọi điện cho chị hết trơn á. Sáng anh gọi nè, trưa anh gọi nè, chiều anh gọi nè. Đang chiên bánh xèo cũng phải ngưng lại mà nghe điện thoại. Hai đứa tâm sự suốt đêm. Cho nên là chị hiểu ảnh dữ lắm. Chị nói thiệt. Nhưng mà chị quen bao lâu rồi? Chị có gặp người ta chưa? Cũng lâu rồi, không, chị chưa gặp nhưng mà gọi điện em. Bây giờ thời buổi công nghệ thì ảnh ở nước ngoài, chị ở Việt Nam thì có thể gọi điện thoại với nhau. Cho nên là gọi ngày gọi đêm thì nói mưa dầm thì thấm đất, nói nhiều thì hiểu nhau. Hiểu không? Nhưng mà nãy giờ nghe chị nói là mới một chiều không à. Em khuyên chị nha, lấy chồng là cái chuyện quan trọng lắm. Nó vừa quan trọng tới tài sản của mình nè. Rồi quan trọng đến nhân thân của mình nè. Thêm nữa chị với anh là hai người còn đang dính líu về cái vấn đề địa lý nữa nha. Xa xôi cách trở phương trời, rồi đi tới lui qua lại, rồi rước về bển, rồi đây rước về đây, nó rối nha, nó... Không phải, mấy đứa cứ nghĩ cái đường đó nó tiêu cực dữ lắm. Sống trên đời phải mở lòng mình ra, thì người khác mở lòng lại. Khi cả hai cùng mở lòng, chúng ta sẽ hiểu lẫn lòng nhau, hiểu không? Còn giống như con bé này nè. Đúng rồi. Nó vậy ế hoài nó. Cưng, đúng rồi cưng. Mình sống cuộc đời mình phải tin tưởng đúng, chút phải xíu, tin nhưng tưởng mà cái gì chứ. Mình cũng mình đa nghi quá. Với lại, nói thiệt nè, một tháng yêu nhau rồi, một tháng rồi. Quà cáp thì gửi nườm nượp. Có ai yêu mà không thật lòng mà gửi quà đâu. Mà đâu phải là quà rẻ đâu. Ví dụ như chai dầu gió đó không á, là đã 100 mấy một chai, gửi một lần 100 chai về cho chị. Cái đó là mấy dầu gió thôi. Ví dụ như là mấy cái này là đó chị đeo này là của chị. Của chị thiệt. Của anh tặng thì chị cất rồi, chị không dám đeo. Sao vậy? Nó xịn hơn nữa. Giá trị dữ lắm, chị đang định là sẽ đi mua cái gọi là cái gói bảo hiểm kim cương hộp xoàn gì đó để chị bảo quản nó. Chưa, với lại là anh cũng đã tính rồi. Anh chụp hết tình hình cho chị là nhà cửa này kia. Ở bên đó là anh sẽ mở cho chị một cái cửa hàng. Tại vì anh nói là cái quầy bánh xèo nho nhỏ như vậy thì qua bên đó là người ta không có vỉa hè để bán. Cho nên là anh đã mua hẳn một cái nhà hàng để cho chị chỉ bán bánh xèo thôi.
Nói thiệt rồi, cái mặt này, cái mặt này là giống như kiểu là bị không tin chị á. Đây là thiệt luôn á. Có gì tối nay thì chị gọi điện FaceTime với ảnh, là cứ gọi điện mặt đối mặt nè, chị cho em coi ảnh. Tại vì bên đó là ban ngày, tối nay em qua đêm 12 giờ đêm qua nhà chị. Chị gọi điện ảnh, chị cho mọi người coi cái vàng của chị. Chị nói 12 giờ đêm qua chị thì tự nhiên qua coi mặt ảnh vậy rồi hả? Không, coi để em tin cho em là luật sư, em chỉ cần nhìn thôi là em sẽ tin liền. Em thấy lắng tóc sao? Không được. Chị thấy cũng chu đáo á. Chị thấy cũng chu đáo okay. Nhưng mà em vẫn thấy sao á. Mình chỉ thấy qua mạng thôi, mình đâu có biết là người ta ở ngoài như thế nào. Ủa trời, đừng có đa nghi vậy. Ăn bánh xèo vô là không còn đa nghi nữa. Ăn bánh xèo vô đi. Có thể ngày hôm nay á là miếng bánh xèo, đây là miếng bánh xèo cuối cùng dành cho mọi người. Ủa, chị nói chị như ăn không ăn được không? Tụi em không ăn nó sẽ không có cuối cùng. Bánh xèo thì có 100.000 loại bánh xèo. Bánh xèo thì tiếc có một loại này mà thôi, hiểu không? Ăn bữa nay đi, mai chưa chắc gì được chị chiên cho ăn. Thôi bây giờ bữa nay mình đừng ăn đi, có gì ngày mai mình kêu chị chiên. Không chiên ăn được đi chứ, nó hư rồi sao, tao mời mà. Nói chung là bây giờ em tạm thời chấp nhận cho chị lấy chồng nước ngoài. Nhưng mà chị nhớ nha, qua bển lỡ mà có lấn cấn gì với chồng điện về cho em. Em tư vấn được hôn nhân cho chị. Yên tâm, hợp lý. Có gì chị điện về hết á. Dạ. Ủa em chào chị Tuyết. Tới chào anh chị. Rồi ngồi ghế cứ ăn luôn không? Dạ thôi. À vậy hả, ngồi sao? À, mọi người đây là nước ngoài vậy? Không phải, đây là Hùng. À, bé là nhân viên chuyên giao hàng, giống như là cầu nối tình yêu giữa chị với lại là bạn trai chị, anh Davis. Anh shipper may mắn. Không, nó có cái trường hợp là ship xong á rồi lấy luôn người ship. Bậy cái đó. Bậy hả? Em ăn xem, xin lỗi, em ăn đi. À, bữa nay anh lại gửi gì cho chị đó? Dạ đúng rồi, hôm nay anh gửi đồ cho chị nữa nè. Vậy hả? Trời ơi, mà em phải công nhận chị luôn á. Em á là em làm cái ngành mà vận chuyển quốc tế này á, chưa có thấy ai mà lạ như người yêu của chị sao luôn. Sao lạ vậy em? Trời ơi, anh gửi quà mà hầu như là có giống như là everyday vậy. Wow. Trời ơi. Anh shipper này giỏi nha, biết tiếng Anh nha. Anh shipper này giỏi. Mà chị biết không? Mà chị biết không hả? Nhân viên của em á làm ở bên trạm mà vận chuyển ở bên nước ngoài á, còn thắc mắc chú ý nha. Sao vậy? Cứ điện về hỏi em hoài. Ai mà tốt số dữ vậy? Được anh là vừa đẹp trai giàu có nữa, theo đuổi, trời ơi. Thấy chưa? Anh đẹp trai đó, thấy chưa? À vậy chuyến này anh gửi cái gì về cưng? À đây. Đâu? À anh gửi cái gì? Chuyến này là hàng hơi bị khủng à chị. Wow, hàng khủng. Từ ăn coi hàng khủng đi ạ. Bình tĩnh nè, để em nói cho chị nghe nè. Trời ơi, chuyến này chị anh gửi. Anh gửi cái gì nè, em đọc từng món cho chị, đọc từng món cho chị. Tập trung nghe nha chị. Một bộ nữ trang. Một bộ nữ trang. Đâu có nhiều đâu, có 25.000 đô. 25.000 đô. Hai cái điện thoại thông minh. Hai cái điện thoại thông minh. Một cái máy tính bảng. Một cái máy tính bảng. Một cái tivi 100 inch. Một cái tivi 100 inch cho cả làng mình coi em ơi. Tiêu cổ này đặc biệt hơn chị. Chiếc xe ô tô 4 chỗ à. Trời, xe ô tô biết lái xe không vậy? Rồi chị đâu? Lên xe về rồi chị để đâu nhà chị? Cái tiệm bánh xèo mà để không được rồi nè. Đâu có chị sẽ thuê cái miếng đất nhỏ để chị để cái xe đó. Nhưng mà anh sẽ lo cho chị. Qua thuê nhà chị hả? Vậy không, vậy sao không nói ảnh là mua cho chị miếng đất luôn rồi đậu xe luôn. Tính rồi, từ mình làm quá người ta chạy. Ê mà chị ơi, sắp rước chị qua bển mà cho chị quá trời độ đây rồi muốn đem gì bển nữa hả? Đúng rồi. Mình đem đồ quá trời gì đây rồi. Từ từ để hỏi cái. Sao nói là cái hàng này á là hàng coi như là cũng hàng khủng, hàng giá trị á. Chuyến tới này ảnh về Việt Nam nè, ảnh đó còn... từ chuyến tới ảnh về Việt Nam anh sử dụng luôn không? Thực ra là hôm qua đó, hôm qua ảnh có gọi điện cho Tuyết. Ảnh có nói với Tuyết á là ảnh sẽ về vào tháng sau để hai đứa chuẩn bị là sẽ gặp nhau rồi đi tới hôn nhân đó mà. Không, chị thấy coi, chị nói chuyện bình thường xíu được không? Chị nói chuyện kiểu đó em không quen, nó dịp dịch cái chỗ này nè. Em thấy em quế dễ sợ luôn á. Tại vì chị sắp lấy chồng á, chị vô em cái bị rừng. Nó nghe nè chị, em góp ý thương lắm, góp ý nha. Rồi. Cái nét vui này nè, chị nên thể hiện ở người quen thôi nha. Chị gặp ảnh mà chị thể hiện cái nét vui đó đó. Rồi, để là ảnh đi luôn là chị mất vui á. Để chị kèm nét nữa. Anh Hùng, gia đình em giỡn thôi nha, anh Hùng đừng có nói lại với ảnh nha. Anh giận chị em, anh giận chị em chết luôn á. Để chị lại tiếp tục câu chuyện với lại bé Hùng. Hùng ơi. Dạ. Rồi ảnh định tháng sau về rồi ảnh gửi hàng về hả em? Dạ đúng rồi. Dạ chị biết không, vì lại do là cái hàng đó của chị là giá trị khủng quá. Đâm ra là
ảnh phải gửi, ảnh nhờ tụi em đó là phải gửi đi đường đảm bảo. Đâm ra là tụi em phải là đóng một cái kiện hàng riêng để gửi về cho chị luôn á. Ừ vậy hả? Dạ. Rồi khoảng khi nào tới em? Do là cái hàng nó hơi cồng kềnh đó chị, nên là tụi em không có thể nào mà đi cái đường vận chuyển bằng máy bay như là những cái món hàng mà em gửi cho chị chút trước á. Thì chuyến này tụi em sẽ đi bằng đường biển chậm, đi chậm. Nên là chắc khoảng 3 tháng sau chị mới nhận được. Cái gì tháng sau chị đi rồi mà 3 tháng sau mới nhận vậy sao được? Không để mình gửi máy bay đi được không? Không được. Xe hơi bỏ lên máy bay nó tốn dữ lắm, nó chị bằng tiền luôn chứ. Tại vì cái hàng nó cồng kềnh đó chị, nên là tụi em không có đi được máy bay được. Không được rồi, đi phải đi đường biển chậm. Bây giờ là 3 tháng luôn mà tháng sau ảnh về, hai đứa đám cưới thì chị cũng muốn đeo cái bộ trang sức mà xịn sò đó. Chị muốn ngồi trên chiếc xe hơi mà ảnh mua để đi có thể là tiến tới lễ đường. Còn bây giờ 3 tháng lâu quá, giờ sao ta? Em ơi, mình có cách nào mình nhanh hơn không? Vậy em nhanh thấy, hơn giùm chị đi. Tại chị biết sao không? Cái này là bên đơn vị vận chuyển á. Họ quy định vậy, tụi em không can thiệp được. Nếu mà chị muốn nhanh hơn thôi để em kiếm một cái đường nghiên cứu cho chị nha. Ok để thằng bé nó nghiên cứu nhanh cho chị rồi. Sao? Nhưng mà chị ơi, do là anh David đó, mấy cái thanh toán của anh David, ảnh thanh toán này kia xong xuôi chi phí đường vượt đi đường biển chậm á, ảnh đã thanh toán hết rồi. Bây giờ mà em mà thay đổi cái phương thức vận chuyển á, thì chắc là sẽ bị phát sinh chi phí á. Hay không ấy, chị để em gọi điện cho anh David, em báo cho anh một tiếng nha. Không, ngưng, mới gọi. Nhớ là mấy cái này mua cho mình mà giờ biết sao ảnh mua cho chị. Chị cũng muốn tạo bất ngờ cho ảnh, mà bây giờ nó phải báo với ảnh vậy thì không được. Đừng, từ từ em để chị tính. Chị cứ báo với ảnh đi, dù sao hả, chị với ảnh cũng nói chuyện cho rõ ràng. Không, tại vì bản thân chị đang nóng lòng quá. Chị muốn lấy được cái bộ trang sức và chị muốn gặp anh ấy và tạo cho ảnh một sự bất ngờ. Thì bây giờ thôi bây giờ vậy đi. Chị sẽ thanh toán cái phí đó nha. Dạ. Em cứ kiểm tra giùm chị. Nhưng mà lỡ mà anh David mà anh biết không được. Không có biết gì hết, để cái đó chị tính. Ngày nào vô tình em nhớ không quá anh Bạch ơi, làm cái xíu. Tôi cũng xíu, tôi kêu tôi nổi chà gà cũng ối. Sao mà dạo này hả, mấy người trong xóm của mình toàn quen được đại gia không ha? À mà anh Bạch, anh quen với người yêu của anh ở đâu? Qua app điện thoại đó. Online. Đúng rồi, qua mạng đó hả? Đúng rồi. Ủa chứ bà Tuyết bà cũng quen qua online, qua mạng đó thôi. Nhưng mà người ta là người yêu tôi là cũng không có cần phải làm gì hết trơn, gửi quà về cho tôi thôi. Còn người yêu ông làm được